Nhà nha, hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin, đó chính là bây giờ thì Thai TV đã cập nhật được cái đội hình ra sân trước cái trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Hà Nội trong khuôn khổ vòng 20 V-League năm 2022-2023. Nhưng sau bên phía Thành phố Hồ Chí Minh thì các cầu thủ được tung ra sân đó chính: số 1 Nguyễn Thanh Thắng là thủ môn, số 2 Ngô Tùng Quốc, số 7 Sầm Ngọc Đức, số 8 Trần Thanh Bình, số 17 Lâm Ti Phong, số 23 Trần Đình Khương, số 24 Lê Nguyễn, số 26 Thân Thành Tín, số 29 Nguyễn Trọng Long, số 50 Brave, số 92 Gren. Và bên phía câu lạc bộ Hà Nội, các cầu thủ được tung ra sân như sau: số 18 Nguyễn Văn Công là thủ môn, số 5 Đoàn Văn Hậu, số 7 Siva Lucas, số 8 Đậu Văn Toàn, số 9 Phạm Tuấn Hải, số 13 Trần Văn Kiên, số 14 Nguyễn Hai Long, số 16 Nguyễn Thành Trung, số 20 Bùi Hoàng Việt Anh, số 25 Lê Xuân Tú và số 88 Đỗ Hùng Dũng, đội trưởng. Huấn luyện viên của bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, còn huấn luyện viên bên phía câu lạc bộ Hà Nội đó chính là huấn luyện viên người Hàn Quốc Chu Jae-ho. Trọng tài bắt chính trong cái trận đấu ngày hôm nay đó chính là trọng tài Nguyễn Viết Duẩn. Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh On Football và VTV5 và kênh Netsport YouTube, kênh Netsport nha quý vị. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.